Xin chào quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành của Thái Bình. Với video mới ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ đi kiểm tra sửa chữa một con TV 48H 5203K Samsung các bạn nhé. Và con này hãy cùng nguyên tam tem bảo hành các bạn này. Wow. Và bây giờ tôi sẽ cắm điện vào và mình sẽ xem con TV này hiện tượng nó bị làm sao các bạn. Và bây giờ các bạn xem, đây là cái góc đèn đỏ của nó. Bây giờ thì mình sẽ bật công tắc lên. Các bạn xem có đèn đỏ nhấp nháy ạ. Có đèn đỏ nhấp nháy. Rồi, đèn đỏ nhấp nháy như vậy và màn hình thì không lên gì. Rồi, nhấp nháy xong một chút thì nó ngắt này. Và mình bấm ở cái phím bấm này thì vẫn có tác dụng. Rồi, ok. Vậy thì con này bây giờ đang hỏng cái gì? Vậy vì con TV này đang hỏng cái gì? Thì các bạn xem, mình sẽ kiểm tra và mình sửa chữa con TV này các bạn nhé. Vâng, và sau khi mà mình mở ra thì như mọi con, đây là bo chính và đây là bo nguồn, bo màn hình. Rồi, bây giờ tôi sẽ cắm điện vào. Mình sẽ cắm điện vào các bạn và mình sẽ kiểm tra tại sao con TV này nó chưa chạy. Con này có nâng áp không? Vâng, và các bạn xem ạ, sau khi mà mình cắm điện vào thì bo tay con này đang hoạt động. Bo tay con đang hoạt động, chứng tỏ là main chính đã chạy rồi. Main chính đã chạy. Và lúc này thì mình sẽ liên hệ tới là cái bo nguồn này và cái sự hoạt động của nét màn hình này. Xem cái bo nét màn hình này đã chạy chưa. Ok, tôi sẽ đo ạ. Nhất là mình đo hai đầu tụ nọc nguồn. Điện áp 400V đã đủ. Đã có điện áp 400V. Rồi, mình sẽ đo một số cái nguồn ra. Nguồn 13V đã đủ chưa? Mình sẽ lấy mát ạ. Rồi, 13V đã có. Rồi, và lúc này thì nguồn cấp cho nét thì sao? Hơn 200V. Rồi, và màn hình vẫn không sáng. Con này đang bị hỏng nét màn hình. Con này đang bị hỏng nét màn hình. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra mở con nét của con TV này ra. Và tôi sẽ kiểm tra sửa chữa cho các bạn ạ. Sau quá trình mình kiểm tra sơ đẳng thì mình thấy được cái nét màn hình này đang bị hỏng.
Rồi. Và đây là những thanh nét của con 1, 2, 3, 4. 4 thanh nét của con 5203 này các bạn. 4 thanh. Và bây giờ tôi sẽ phải đi kiểm tra. Tôi đo phát xạ xem là nó con nét này nó đang hỏng ở chỗ nào. Có bóng nào hỏng không thì tôi sẽ loại trừ ra cho sửa chữa. Tôi sẽ phải rút cái giắc này ra để nó khỏi giật tôi. Ô, cái đường mạch này bị đứt. Vâng, và sau khi mình mở ra thì mình nhìn ở cái góc này, ở góc thanh led này thì dường như nó bị đánh nửa các bạn ạ. Nó bị đánh nửa, nó đứt cái mạch này ra. Các bạn xem này, đánh nửa và đứt cái mạch này. Thì để khắc phục nó thì tôi sẽ hàn vào. Tôi sẽ hàn cái điểm đứt này. Mình thấy nó bị mô ve nó đánh nửa ở cái nét này. Cái trường hợp này thì tương đối ít gặp. Tại sao con này nó lại bị như vậy? Bây giờ tôi sẽ hàn nó vào. Các bạn đang xem mình trực tiếp sửa chữa một con TV không hình ảnh các bạn nhé. Và các bạn xem mình sẽ hàn lại cái điểm đứt này. Vâng, sau khi mà mình nối lại cái điểm đứt này các bạn này, mình nối lại cái điểm đứt này đây, thì tôi sẽ cắm điện tôi thử xem con này nó chết nét không hay nó chỉ đánh nửa và nó đứt cái đường dây dẫn, đường kết nối dây dẫn. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào và tôi thử các bạn ạ. Wow. Và các bạn xem. Ôi trời, quá hên rồi. Đúng là nó chỉ bị đánh nửa một cái, bị đứt một cái sợi dây dẫn các bạn. Chứ nét con này không hỏng một chút nào. Rất là may. Rồi, các bạn xem nhá. Mình mở một con TV trực tiếp ra và mình làm, và con này hẳn còn nguyên tem bảo hành nhá. Và rất may con này nó bị đánh nửa một cái góc của một thanh nét, dẫn đến hiện tượng mà thanh nét này nó bị đứt khỏi ra không, cái dây dẫn nó đứt. Chính vì vậy mà nó không sáng được nét các bạn ạ.
Rồi. TV đã chạy rồi các bạn ạ. TV đã chạy. Rất là đơn giản đúng không ạ? Tôi sẽ đóng con TV này vào. Vậy là mình đã sửa xong một con TV 48H5203 AK. Các bạn xem, một căn bệnh tương đối là đơn giản đúng không ạ? Quan trọng là các bạn sẽ khoanh vùng được bệnh và biết được cái hiện tượng của nó. Rồi các bạn đo, các bạn biết được, các bạn khoanh vùng ra, các bạn sửa. Đấy, không có gì là quá phức tạp đúng không các bạn? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.